Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn tô một bức tranh về một chú này là chú lồng này, chú lồng nhé, bằng một hộp bút màu sáp. Bây giờ mình sẽ tiến hành tô màu này. Mình sẽ tiến hành tô màu bức tranh này nhé. Mình sẽ bắt đầu tô màu bức tranh này. Mình đã có một hộp màu sáp gồm 12 màu này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tô nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn tô phần đầu của bạn khủng long ngày trước. Bạn lồng, lồng này lồng có cánh nhé. Mình sẽ tô phần đầu trước này. Thì mình sẽ chọn đây là màu da cam. Tiếp theo những cái phần đầu này thì mình sẽ lựa chọn một màu khác, đó là màu xanh này. Màu xanh. Sau khi tô phần đầu xong thì mình sẽ tô đến phần thân và phần cánh. Phần thân này thì mình sẽ tô đó chính là một màu tím. Khi sử dụng xong thì mình sẽ cất màu vào vị trí cũ nhé. Phần hai chân trước này, giờ chân sau này. Và phần phía đuôi, đuôi mình cũng lựa chọn nó là màu tím này. Tô xong phần thân và phần đuôi này, tiếp theo phần bụng thì mình sẽ lựa chọn một màu, đây là màu đỏ này. Đây là màu đỏ nhé, mình sẽ tô màu đỏ cho phần bụng này. Mình sẽ bắt đầu tô từ phần cổ xuống ngực trước này, tiếp theo đó chính là phần bụng này. Phần đuôi, phần những móng chân thì mình sẽ lựa chọn nó chính là màu vàng. Những móng vuốt này thì mình sẽ tô màu vàng. Đây, những móng vuốt này. Đó, mình đã tô xong phần móng vuốt này. Tiếp theo đó thì mình sẽ chuyển sang phần tô cánh. Tô cánh này thì mình sẽ lựa chọn là màu xanh lá cây đi. Đây là màu xanh lá cây nhé.
Câu xong một cái cánh này, và đây là cái cánh tiếp theo nhé.